Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang trong kênh Cuộc Sống Con Râu Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình lô mai của Mỹ Châu ở thành phố Cần Thơ. Và lô hôm nay mình có một lô phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Hàng bonsai lùng lực luôn ạ. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ phường, ủng hộ kênh. Em xin phép cô đếp chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ, xin chào bà chủ ơi. Dạ, chào Phương, chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em có một số phôi mai vàng ha cô chú anh chị. Với có mấy cái thành phẩm, mong cô chú anh chị ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 0944383255 nha cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo ha. Dạ, cây đầu clip của chú anh chị ơi, mã số 1 ha. Cây mai vàng của chú anh chị. Cây này cũng dáng thú ha, cũng quái cây lắm của chú anh chị. Cây kéo nhựa mạnh này chú anh chị. Cao 28 rồi chú anh chị. Hoành tại chí này 26 của chú anh chị ơi. Chiều cao của bộ rễ sẫm nơm là 16 ha. Mã số 1. Cái này em Zalo giá 1,7 triệu của chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Rễ này nó lực lắm đó, của chú anh chị ha. Dạ. Rồi em đổi cây ha. Mã số 2. Số 2 là một cây mai vàng của chú anh chị, lùng lực búp măng ha. Cây này củ đế nở nha cô chú anh chị. Một cốt lên 3 thang tam tài nha cô chú. Cây này nở củ mà đúng lùng lực luôn á. Dạ đúng rồi. Cao 34. Dạ. Hoành 39,5 cô chú anh chị. Cái củ em đo gọn vị trí này là 53 ha. Đường kính bầu là 32. Mã số 2, cây này em Zalo giá 4,5 triệu nha cô chú anh chị. Cây này lùng lực nha cô chú ạ. Đế nó cũng đều dắt hết trơn luôn á. Mã số 3. Số 3 cô chú anh chị cũng là một phôi mai vàng ha. Cây này cũng lực mà cốt càng chà bá lắm cô chú anh chị. Đấy là rễ nó bấu bấu xuống mà đều dắt hết trơn như con đó à. Cao là 39 nha cô chú. Dạ. Hoành nha cô chú anh chị. Tại vị trí này 38 hoành ha. Đây rồi, 38 hoành. Đường kính bầu là 36. Mã số 3, cây này em Zalo giá 2,8 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, một phôi mai vàng lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 4. Số 4 cũng là một phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Em này nhìn nó cũng lực cây lắm cô chú anh chị. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Cộng rễ được lực không ha. Dạ, đế nơm luôn. Hoành là 39, chiều cao 39 ha. Tại vị trí này 34 hoành ha. Bộ rễ sẫm nơm là 22. Cái củ tại vị trí này 46. Đường kính bầu là 32. Cây nó già cây một đóa hoa rồi cô chú anh chị. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Cái này em Zalo giá 3,2 triệu. Dạ, dạ. Mã số 5. Số 5. Một cây mai vàng ha. Cây này đế đẹp luôn ha. Lên tầng đa nha cô chú anh chị. Mấy cái nách này nó bể ra xù xì hết trơn nha cô chú. Dạ đế thì cũng khá đế rồi. Dạ rồi. Cao 54. Hoành tới đây 36. Củ đế luôn nha cô chú anh chị. Dạ, củ nở 49. Đường kính bầu 41. Mã số 5, cây này em Zalo giá 3,2 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Thôi mai vàng cây này nó cũng già lắm, nó lên xù xì hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em đổi cây nha cô chú anh chị. Mã số số 6. 6. Rồi một phôi mai vàng dáng thú nha cô chú anh chị. Sắc lớn lực cây lắm nha cô chú nha. Có rễ chịu phía trước không?
cao được 22. Hoành 32. Củ gọn đây đo được 56. Sẫm nôm được 15. Mã số 6, phôi mai vàng, cây này em giao lưu giá 2.800.000 nha. Lùng lực mà sách lớn rồi cô chú. Rồi em đổi cây nha. Mã số 7. Số 7 cô chú anh chị. Là một cây mai vàng lùng lực ha cô chú anh chị, xù ha. Em thì đúng lực cây luôn cô chú. Đáng thì cũng khá đáng. Cao 31. Hoành tại trí này ha các chú anh chị. 46 hoành ha. Dạ, hoành to sát lớn luôn à. Dạ. Đường kính bầu là 31 luôn ha. Cây này cái nhựa mạnh này nè các chú anh chị. Đang đâm bốc đây ha. Xù bốc măng ha. Mã số 7, cây này em giao lưu giá 5.500.000 nha. Dạ, cây mã số 8. Số 8 của chú anh chị là một cây mai vàng ha. Em này cũng sát lớn lắm nha cô chú anh chị. Dán trực cô chú anh chị ha. Đế thì trải đều 24 giờ luôn ha. Công ghế nó bự cho bá rồi đó luôn nha cô chú. Dạ ạ. Cao 63. Hoành đó chú anh chị, 49 ha. Đường kính bầu là 39. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu giá 3.700.000 cô chú anh chị ơi. Hoành to sát lớn, có cành cũng khá nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi. Mã số số 9. Số 9 là một phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Cây này đúng lùng lực sắc lớn luôn á cô chú. Tay cành tứ dị mãi lên mua chú bò ở chân à. Mặt nào cũng đẹp hết nha. Cái củ đế nha, khỏi chơi luôn nha cô chú nha. Cao 37. Hoành 35 cô chú anh chị. Tổng nội đế là 86 ha. Nghĩa sẫm nôm là 16. Phôi mai vàng mã số 9. Cây này em giao lưu giá 3.800.000 nha. Dạ, cái này lùng lực lắm nha cô chú anh chị. Tay cành thì có điều mà có củ có đế luôn ha. Dạ rồi. Mã số 10. Số 10 là một cây mai vàng ha. Cái này nó cũng gió cây nở hậu á cô chú. Này đế dữ lắm đế cô chú anh chị. Sắc lớn luôn ha. Cái này thì mình cộng rễ là mình không chơi cái đuôi thì mình tán xuống chứ cô chú nha. Dạ đúng rồi. Cao 48. Hoành vị trí này nha cô chú anh chị. 49 hoành ha. Ghế nôm nôm đo được 14 ha. Đường kính bầu là 45. Mã số 10, cây này em giao lưu giá 4.700.000 nha cô chú anh chị. 4.700.000. Mà cắt kéo nhựa mạnh luôn à. Nó đâm một xanh luôn rồi cô chú anh chị, mình yên tâm sưu tầm luôn nha. Rồi em đổi cây ha. Là mã số 11. Là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Đế lưu ha. Mà cắt cái nhựa mạnh luôn cô chú nha. Dạ. Nó hôn củ hôn đế luôn á. Dạ rồi. Cao 46. Hoành tại vị trí này nha cô chú anh chị. Em đo như vậy ha. Là 30 ha. Dạ. Chiều cao sẫm nôm là 20. Tổng nội đế em đo được 85. Ấy chậu cho bonsai được ok. Dạ, đường kính bầu 35.
Số này số mấy ta? Số 11. 11 nha cô chú anh chị. Cây này em như lô giá 2 triệu 7 nha. Phôi tứ quý nha. Dạ. Dạ, số 12. 12 là một cây mai vàng nha cô chú anh chị. Cây này đế cũ ha. Cành phóng, cành hồi đều đủ hết trơn cô chú anh chị. Ờ, tược nó bóp ra mập mềm nè cô chú anh chị. Dạ, cây này như đang đứng múa ha. Cao 50. Hoành 26. Tổng hồi đế 64. Mẹ súng nôm 14. Đường kính bầu 30. Mã số 12. Cây này em như lưu giá 1 triệu 8 nha cô chú anh chị. Mình nó lên da me bích thân hết trơn rồi đó cô chú. Dạ. Rồi về gá bầu ra là mình trồng được rồi ha. À. Em đỡ cây ha. Dạ, 13. 13 là một cây mai vàng, em ghép với dẻo như ý nha cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình cắt bo làm giống là ngon lành ha. Nó đâm chèo mỗi nách lá luôn hết cô chú. Tết là có hoa mình chơi Tết nha. Cây mai vàng đế đẹp luôn ha, cây thì già cây lắm rồi nha cô chú anh chị. Cái này em ghép với phôi mai vườn của mình ha. Lùng lực nha cô chú. Chiều cao là 58. Tán ngang là 54. Hoành đây 35 hoành. Cái củ gọn gọn đây đo được 56. Cây mã số 13 ha. Cây này em giao lưu giá 2 triệu 7 nha cô chú anh chị. Giống mai này đâm chè nó lá quá trời luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em ha cô chú anh chị. Em rất mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ ha. Em xin cảm ơn và mến chào. Dạ, em xin chào cô chú tiếp theo cô chú anh chị ha.